Có xiển là có gì em? Mọi người á. Ừ, cảm ơn bác Rông, nhậu nhiều chị biết không tốt, nhưng mà vì do chị có cái nhóm bạn ở Hà Nội vô, xong tối mai lại nhậu. Tối mai lại nhậu em ạ, à, khổ thật sự. Không xuống được cân đấy cũng khổ ghê vậy đó. Bằng tuổi nhau mà nhìn bà chín chắn hơn tôi thì bà số bà sướng. Bà Thanh Hà số bà sướng hơn tôi. Bà trẻ hơn tôi mừng cho bà. Mọi người nhớ nhá, cái like TikTok nó hay bị sập. Nên là mọi người, hồi xưa em làm ở quận 5 ăn bún đậu chị Hoài, nay em về Bình Dương rồi làm thèm quá, cảm ơn em. Glucosamine là 785.000, canxi Mỹ là 660.000 em ạ. À, Nguyễn Phong Lâm, mấy mẹ đạo đức giả bây giờ lên ngôi ghê quá, khổ quá cơ. Mấy mẹ mà cứ hay, mà em nói thật nha, mấy chị này, mấy cái chị mà hay lên trên mạng ấy comment cái kiểu mà dạy đời người khác là em chỉ thấy thương hại thôi. Các chị đồng ý với em không? À, tôi đàn ông mà Trang. Ồ, thế à, Thanh Hà, sorry. Chị có bán Tuệ Lâm nhắn tin vào Zalo trên bảng nữa chị. Thích nghe chị Trang chửi mà không ở sai, thank you. Mình nói thật mấy bạn ạ. Ôi giời ơi, còn sống mà, chị còn sống lâu lắm em, chị có đã đi tù đâu em. Chị chưa đi tù. Yên tâm em à, chị chưa đi tù. Chị ơi đẹp trai không á? Chịu. Có chứ, tăng chiều cao có. Em phải vào nhắn tin quay bên chị tư vấn. Bio bọt nhậu nhẹt về. Ui, cái gì đây rớt? Rồi nào, định đi tù á? Muốn đi tù giống cô chúng mày lắm. Mà tù người ta không có chứa. Cũng muốn muốn đi tù giống cô chúng mày lắm. Mà tù người ta bảo là riêng mày tao không chứa. Cuốn con lại vào tháp chị à? Cuốn con lại vào tháp chị à? Chị chưa đủ phước đi tù. Khổ ghê vậy đó. Cái mỏ mày như lồn trời, chắc chắc hay giúp vào lồn lắm này. Linh Linh ơi, khi nào á, khi nào á mà mày cứ vẫn còn cứ comment những câu như vậy thì chị còn thương mày lắm. Chị mắm tôm vui rồi. Linh Linh ơi, mày có gắn fan, mày có gắn hẳn cái gọi là cái gì, cái cờ là người theo dõi Thâm Liên. Tao sống đâu có tốt, tao sống đểu cám vô cùng. Đấy, tao sống đểu cám vô cùng, ăn chặt từ thiện quanh năm. Trời ơi, em khổ lắm mấy chị ạ. Sống không yên với chúng nó. À, thuốc dạ dày chị không có, chị chỉ có mấy cái sâm nghệ mật ong uống để tráng dạ dày thôi em. Chị á, à, chị không bán kem trộn, chị không có trắng đâu, chị đen lắm. Chị đen lắm, chị không trắng đâu nhá, không trắng, không trắng, đen. Cái này ở trên TikTok, không biết cái filter gì ấy. Nó trắng chứ không có trắng, chị đen. Mới đi chùa Hương về, mà phơi nắng 1 tiếng rưỡi ở trên đò Suối Yến, nó nắng lắm. Chị làm gì có tiền. Mấy con buồn cười bảo chứ, mấy con xem clip TikTok kia nó bảo là mẹ ơi, hôm qua giờ ra chơi mấy bạn lớp con bảo là mẹ bạn là người nhiều chuyện, mẹ bạn hay nói chuyện xàm trên mạng xã hội. Con trả lời các bạn rằng là đấy là việc của mẹ mình có nổi tiếng đấy là việc của mẹ mình, việc của trẻ con chúng mình là ăn học và ngủ. Thế là mấy con ở trên mạng ấy nó bảo là gì, con mày nó vô phước mới làm con của mày. Ôi trời ơi, vô phước như con chị, cả xã hội phải đến 90% muốn con mà vô phước như con chị. Đó, hiểu không? Úi rồi ôi,
Tú Cana, cái bọn nó xem con Trang Khàn này, tao cũng đến ạ, à, đéo có sức đề kháng. Úi rồi ôi, thế mà mày vẫn đang xem, mày đang nói mày đấy à? Tú Cana, mày đang nói mày đấy à? Ngu hay comment này? Trời ơi, bảo gì, con mày mỏng phước mới là con mày, cả xã hội muốn con mỏng phước như con tao vậy đó. Trời ơi, u là trời. Toàn những cái con gọi là đời, gọi là sống, gọi là lo bữa ngày mai, lo bữa ngày kia không à. Vitamin C có em. Bên chị có vitamin C, nhắn tin chị nha. Trời ơi. Trời ơi, mấy ba mấy má bảo tôi là người mẹ không ra gì, chắc các bà ra gì. Các bà ra gì, các bà đi nhận xét người ta không ra gì. Này, bảo cho nghe này. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trên nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chưa chắc con chị sống với một người mẹ nói tục chửi bậy mà nó trở thành người nói bậy chửi tục. Ok nè, à, cái đấy phải nhất trí. Các cưng á, xem lại các cưng đi. Không tin ý, ngày mai im lặng dán băng dính vào mồm, ngồi nhìn con mình, cho nó đi chơi chỗ đông người á. Hãy ngồi nhìn con mình, xem con mình nó nói như thế nào với các bạn, xem nó nói chuyện đã có trên dưới trước sau chưa, nó đã biết giúp đỡ người yếu thế chưa, nó đã biết chia sẻ đồ chơi cho bạn bè chưa. Ok chị Chiến Hoan, nhắn tin em vào mọi chỗ, mọi ngày chị hay mua hàng nhá, rồi em ship vitamin E cho chị. Glutathione, chị không có viên uống glutathione em ạ. Chị không có viên uống glutathione. Chị chỉ có viên uống trắng da Diamond White. Chị có viên uống trắng da Diamond White. Ôi dồi ôi. Gớm, mày mấy chị thì cứ phải dạy tôi. Mày dạy con mày đi, không phải lo. Con tao, tao tự dạy. Có bán dầu cá em. Cái này dầu cá của Úc này 750.000. À không chị Memory, ai hỏi gì em vẫn trả lời bình thường chị. Dầu cá Úc này bồi 750.400 viên. Trời thần thiên địa. Chị không có thuốc gút Quỳnh Hi Hi ơi em, chị không có thuốc gút. Chị thấy bạn chị uống cái thuốc gút gì mà mua ngoài hiệu thuốc ấy, mỗi lần bạn chị mua 300 mấy chục nghìn một liều cho một tháng ấy. Đúng rồi, em inbox vào Zalo số trên này dùng chị nhá. Trời ơi, heo mi nhon, Trang ơi có thai rồi à? Chưa. Bầu mỡ bà ơi. Trời ơi, tôi ăn tôi nhậu từ chiều, từ 5 giờ chiều đến giờ. Tôi khổ quá đi mà. Em nói mấy chị nghe này. Mấy cái chị mà hay đạo đức giả trên mạng á, hay nói rằng là con này sao dạy được con. À, ngày mai chị ra quán như huyết spana, con này sao nó dạy được con nó. Các chị không cần phải lo. Các chị, à, mấy chị mà đạo đức giả trên mạng không cần phải lo. Cũng không việc gì phải lo cho con em nhá. Ôi dồi ôi, gan yếu đây bà ơi. Tôi nhậu xong á là tôi phải uống cái thải độc gan này. Thải độc gan với bổ gan này là 865.200 viên. Hộp này 865.200 viên. Đó. Còn mầm đậu nành đây hình như là 375.000. Mầm đậu nành 375.000 100 viên. Em nói với chị nghe này. Đừng bao giờ đánh giá bố mẹ là cái tấm gương phản chiếu cho con cái. Nó sẽ phản chiếu nhiều góc độ nhá. 18 tuổi thì làm sao mà cao được nữa em. Hết tuổi cao rồi em. 18 tuổi em chỉ uống canxi để bổ sung cho cấu trúc xương thôi. Không cao được bé. Tinh dầu hoa anh thảo 720.000 em. Tinh dầu hoa anh thảo 720.000. Em nói với chị nghe này. Ở cuộc sống này này, mình dạy con mình cái gì, mình rèn con mình ra sao, thì các chị chỉ cần nhìn con của người đó là các chị biết. Con em được cái là em nói tục chửi bậy xưa nay, con em không bao giờ nghe. Mỗi lần em nói tục chửi bậy nó đi vô trong phòng, nó bảo con không thích nghe. Đó. Chưa chắc các con các chị, các chị là giáo viên công chức văn phòng mà các chị dạy con các chị ngoan được bằng con em đâu. Nên là tốt nhất con ai người đó dạy. Đừng lên mạng đạo đức giả.
Đến khi người ta nhìn thấy con các chị ấy làm những trò tày trời và tày đình ấy, chỉ cười nhẹ cái thôi. Con mình lo nha mấy chị. Đừng rảnh công dỗi nghề để đi lo chuyện con người ta. Còn em nhiều chuyện á, em là nổi tiếng nhiều chuyện xưa nay rồi các chị. Đúng không mấy chị? Em nổi tiếng nhiều chuyện xưa nay rồi. Vì sao em nhiều chuyện? Vì có mấy thành phần hay mô kích thì em nhiều chuyện cho nó vui thôi. Các chị cung sao thì cầu vậy. Các chị thích nghe chửi em chửi cho các chị nghe làm gì nữa. Ừ, khổ lắm. Nên là thôi mấy chị ạ, cứ tự lo cho con mình đi. Đừng lo cho con em làm gì. Còn đừng nói chữ gì con mày phước mỏng mới làm con của mày. Trần Ánh ơi, con tăng chiều cao em bao nhiêu tuổi? Có nhiều bé hơn con chị lắm. Thì chị đâu có nói con chị là số 1 đâu em. Em có nhầm lẫn không vậy? Em có nhầm lẫn không vậy? Chị đâu bảo con chị là số 1. Hiểu chưa? Bố mẹ, nhiều khi bố mẹ giỏi giang chưa chắc con gái giỏi, con cái giỏi giang đâu. Nhiều khi có những người mẹ đi làm gái làm đĩ mà con người ta đâu có làm gái làm đĩ. Đó, có nhiều cha nhiều mẹ làm cán bộ công nhân văn phòng, viên chức giáo viên đầy ra, con bị bắt làm ca ve trong động đầy đó thôi. Nên là đừng có bao giờ đi áp đặt và đánh giá người khác. Lo cho cuộc đời mình đi. Hiểu chưa mấy thánh? Trời ơi mấy chị ý á, ui ôi vào dạy dỗ ghê lắm. Con mày tấm gương phản chiếu rồi ôi. Đúng rồi ạ, tài khoản Đặng Thị Sơn bên nhà em với chị Nguyễn Văn Ngạn. Số tài khoản 10126000059. Này đây này, em nói thật với chị này. 17, 18 năm ra đời, em chơi không biết bao nhiêu đời ca ve. Em chơi không biết bao nhiêu đời dẫn gái. Em chơi không biết bao nhiêu bà dắt gái dắt mối. Mà em có bị dắt đâu. Bởi vì em xấu mà. Em lựa chọn con đường buôn thúng bán mẹt, nhặt nhạnh từng đồng từng cắc mấy chị ơi. Em khó lắm mấy chị à. Gớm. Nhiều khi bố mẹ người ta thấp kém nghèo hèn mà người ta đẻ con ra nuôi con trở thành anh tài. Thế thiệt đấy mấy bà, ba mấy má. Ăn thua nha. Ăn thua là cái đầu cha mẹ dạy con như thế nào. Có rất nhiều người tôi phải ngưỡng mộ. Bố mẹ chỉ bán buôn thúng bán mẹt ngoài chợ mà nuôi con đại học, cao học, du học nước ngoài, tự học bổng nước ngoài. Tôi cũng trôi nhiều người. Bố mẹ ra tù vào tội, con ở nhà học cực giỏi và ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà còn lại nhé. Nên ở đời ấy, tốt nhất là lo cho con mình đi. Tất cả những cái đứa lên mạng á, mà comment vào Facebook của tao hay bất kỳ ai, những câu dạng là con mày vô phước mới làm con mày, thì thực tế những đứa đấy là có những cái đứa con cực kỳ vô phước. Bởi vì cái người có đầu á, người ta không bao giờ dùng từ phước mỏng phước dày với con cái người khác. Cái người có cái đầu sẽ phải nhìn cuộc sống của mình so với cuộc sống của người ta để xem mình có hơn người ta hay không. Ha, người ta hơn nhá, những người nào hơn tôi ấy, sẽ không bao giờ vô comment. Mấy con ngộ à, có nhiều người nuôi lợn, nuôi bò, nuôi cá, nuôi gà, quê mà con người ta ai đậu chỗ nọ, chỗ kia đây mấy má. Đừng có đánh giá. Đừng có đánh giá, phải xem con mình nó như thế nào. Lặng một chút, câm mồm một ngày, dẫn con ra chỗ công cộng chơi. Quay clip con mình chơi từ sáng đến tối để xem nó hành xử với người khác như thế nào thì mới ra được cái cách dạy dỗ của cha mẹ như vậy. Xin lỗi này, con tôi này được dạy là phải lễ phép với tất cả mọi người, dù những người đó làm những công việc lao công, quét rác, nhặt rác, bán nước, dắt xe. Chửi thề con sẽ bắt chước, xin lỗi đi. Đấy là con mày, không phải con tao. Con tao chưa bao giờ dám mở mồm nói một câu bậy.
Chưa bao giờ con tao dám nói trống không. Bởi vì tao dạy con tao từ bé, chỉ cần trống không là vả cho rơi răng. Ôi dồi ôi u là trời. Yên tâm đi các bé ơi. Các bé đừng có lo con chị chửi bậy, đừng có lo con chị chửi bậy theo chị. Không có mùa xuân đấy đâu. Chào chị mùa thu vàng. Có cha mẹ nào, có cha mẹ nào dạy con mình đi làm lý không? Ôi không. Nhưng vẫn có những đứa lớn lên chưa dám máu đầu đi làm lý đấy thôi. Vì sao? Vì cha mẹ không dạy con cái ngay từ tầm bé của việc nỗ lực làm việc kiếm tiền học để thành công. Trời thần thiên địa. Có cha mẹ nào giật con đi cướp chồng với giật chồng không? Không. Thế tại sao nó lại đi cướp chồng giật chồng của người khác? Là bởi vì nó muốn ăn trắng mặc trơn. Không lao động, không làm việc, muốn hưởng. Không cha mẹ nào dạy con điều đó cả. Nên ăn thua người làm cha làm mẹ phải theo sát con. Tại sao có những đứa trẻ lại đi xem TikTok của Trang Khàn chửi bậy? Vì sao? Vì bố mẹ chúng nó nhiều chuyện. Bố mẹ chúng nó thích xem Trang Khàn chửi bậy, nhưng mà lại không block lại những cái kênh TikTok. Không khóa lại và không kiểm soát con mình để cho con mình nghe Trang Khàn chửi bậy. Đó là do bố mẹ chúng mày chứ không phải do tao. Xã hội thì muôn hoa đua nở. Tao là bông hoa cất lợn. Tao chửi bậy là việc của tao. Nhưng chúng mày cho con chúng mày xem tao chửi bậy là do chúng mày ngu, chứ không phải do tao. Ok chưa? Tao ở trong nhà, tao chửi bậy hàng ngày. Con tao không bao giờ ru nạt. Vì tao nói với con tao rằng việc của con không nghe những lời mẹ nói tục chửi bậy trên mạng. Đó là công việc của mẹ. Ok? Chúng mày cứ sống và chống mắt lên. Ok chưa? Nên càng những lời nói của chúng mày rủa xả tao thì tao lại càng cẩn thận trong việc rèn rũa và dạy dỗ con thằng. Rất cảm ơn. Nếu như không có cái mồm chúng mày ha, thì tao sẽ không bao giờ cứng rắn và tập trung cao độ trong việc rèn rũa con tao đâu. Nên tao phải cảm ơn lũ Atifan chúng mày ghê lắm. Nên đừng có coi thường. Đây này, giang hồ giang háng chơi đủ cả. Con người ta ngoan, thật là ngoan. Và học cực kỳ giỏi. Đâu phải bố mẹ giang hồ mà con không học giỏi. Giang hồ nó là một cái nghề. Có cung thì ắt có cầu. Có công việc cần những người cứng rắn thì phải có những công việc như vậy thôi. Chả có gì đáng xấu cả. Còn bố mẹ cho vay nặng lãi, đây là một công việc. Người ta chấp nhận cho vay nặng lãi thì người ta sẽ phải chấp nhận cuộc chơi sẽ có ngày bị bắt. Nếu cho vay quá lãi suất, đây là vi phạm pháp luật mà. Nên là đừng có đánh giá. Còn ở đây ở đời không ai bắt ai bắt ai vay nặng lãi cả. Bạn có việc, bạn cần giải quyết công việc của bạn nhanh chóng. Với muốn mượn tiền bằng uy tín, cầm cắm giấy tờ, bạn canh cái việc của bạn 3 ngày và 5 ngày xong. Đến khi việc của bạn nó lỡ xảy chân 10 ngày, 20 ngày, bạn phải chấp nhận cuộc chơi. Đó là cuộc đời mà. Mình đi vay nặng lãi, mình đi vay nặng lãi là do mình đã chấp nhận ngay từ đầu, chứ không phải người ta ép mình vay nặng lãi. Nên tôi cảm thấy rất là buồn cười với những thành phần nói rằng là lũ thất đức cho vay nặng lãi. Sai. Mày tự động đến chỗ người ta mày vay, mày mượn xong khoản tiền đó mày chạy công việc của mình xong. Nhưng mày không kiểm soát được cái công việc của mày để trượt chân đến việc không trả được đúng hẹn. Đấy là do mày, chứ không phải do thằng cho vay tiền. Mình chấp nhận cuộc chơi thì mình phải chịu thôi các bạn. Đằng này ấy, cuộc đời ấy, mà cứ thích đi dạy khôn người khác. Tất cả những cái đứa đi vô Facebook của tao mà dạy khôn tao ấy, tao đều đánh giá là lũ ngu. Bởi vì ấy, chỉ có những đứa ngu mới nghĩ rằng mình có thể thay đổi được người khác. Chỉ có bọn ngu, thành phần ngu si mới nghĩ rằng một vài câu chửi của mình có thể thay đổi một người khác. Ở cuộc đời này ấy, mình chỉ có trách nhiệm với bố mẹ mình, con cái mình mà thôi. Xã hội nó chỉ là cái dư vị của cuộc đời. Thích thì chơi đéo, thích thì lướt. Ở đó để mà ngồi dạy dỗ chị á, khi nào chúng mày hơn chị?
thì chúng mày mới gọi là hơi có tí quyền dạy chị. Nhưng mà những người hơn chị, người ta không xem chị bao giờ. Người ta sẽ xem chị ở góc độ là giải trí tiêu khiển. Chứ người hơn chị không rảnh đi vào dạy dỗ đâu. Bởi vì người khôn lanh và người thông minh ấy, người ta thừa hiểu là không bao giờ thay đổi được người khác. Và cũng không cần thiết phải đi thay đổi người khác khi người đó không phải là máu mủ của mình. Ok chưa? Thông suốt vấn đề chưa? Đây là em nói với chị, các chị đừng có phải lo cho em. Em không có, bà chị không bán thuốc ngủ vị cà phê em. Chị chỉ có mentatolin, vị dâu. Đây là kẹo ngủ mentatolin, vị dâu. Trời ơi mấy thánh. Không em ơi thật. Nên là các chị vào xem livestream nhà em. Thích thì comment cho vui. Thích thì mua, không thích thì thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng là có thể thay đổi được em cái gì. Em sẽ tự thay đổi mình nếu cảm thấy cần. Tự dưng cuộc đời nó chửi mình, xong mình lại phải ngồi nhịn chúng nó. Oh no. À con chị luôn luôn ngủ 8:30 em. Hôm nào được đi chơi với sự đồng ý của chị mới được thức khuya. Còn con chị 8:30 vô phòng ngủ. Trời ơi, các chị đừng bao giờ nghĩ rằng là các chị là một cái gì quan trọng với em. Xin lỗi mấy chị, em là một cá thể cực kỳ đặc biệt. Tự sinh thì tự diệt được. Sống từng đây tuổi đầu, 40 tuổi đến nơi rồi. 40 tuổi đến nơi rồi. Nên sẽ tự biết phải làm gì. Nên là mấy chị không cần phải lo bò trắng răng đâu. Lo cho con mình xem mai nó ăn cái gì. Tôm hùm hay cua ghẹ. Ăn gà rừng hay là gà công nghiệp. Dùng dầu ô liu hay là dầu thải loại. Mặc đồ hiệu hay đồ thường. Mặc đồ thường hay đồ tôn. Ngày mai đi học trời mưa mặc áo mưa hay ngồi ô tô. Nó đến trường, nó ăn gì, nó uống sữa gì, nó uống vitamin gì. Đừng lo cho em, và cũng đừng lo cho con em. Chào chị Phượng Hồng. Bởi vì em là một người tự biết lo cho mình. Mỗi một con người đều phải tự lo cho bản thân và có trách nhiệm với cuộc sống của mình và gia đình mình. Ôi chị không hát đâu em. Chị hát ghê lắm. Đúng không Lê Oanh? Để phá hoại bầu không khí này, tôi xin hát một bài Tao Lạy Mày. Nên là em rất cảm ơn những chị nào khi em chửi các chị ao ra ngoài không xem. Em rất cảm ơn. Các chị đừng nghe em chửi làm gì. Các chị hãy nhìn cái sự nỗ lực của em. Cố gắng buôn bán. Xin lỗi mấy chị đi. Những việc lúc mà em làm việc, em điều hành nhân viên của em, em set up công việc, buôn bán kiếm tiền của mình, các chị có nhìn thấy đâu. Các chị chỉ xem những điều xấu xí của em hay những điều tích cực của em là được rồi. Xem điều xấu xí coi nó như con thần kinh. Xem điều tích cực thì thấy nó là con này cũng có những mặt ok. Nên là với em này mấy chị, các chị theo dõi em thì các chị chỉ cần xem những điều tích cực. Khi nào nói tục chửi bậy, các chị ào, đừng xem. Và em cũng khuyên đó chị, nếu nhà các chị có con nhỏ, phải hạn chế tuyệt đối việc xem em. Bởi vì em là một cá thể nói năng không tốt, không chừng mực. Nên khi các chị xem em những đoạn em chửi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển trí não con cái các chị. Nếu các chị không có thời gian rèn và kèm cặp con các chị một cách gọi là kỹ lưỡng. Chị bán nhiều thứ lắm em. Bán mọi thứ sau lưng chị đó em. Nên rằng là em rất là cảm ơn những khách hàng quen và đã hiểu rất rõ tính em. Không trêu gà thì gà không mổ mắt, đúng không chị Nguyễn Thị My? Không trêu gà thì gà làm sao mổ mắt. Không chửi em làm sao em chửi. Em không có lý do gì để chửi các chị. Bởi vì ở trên đời này này, chị đâu có sinh Đông Ngọc Hà Villa. Cái này áp filter trên TikTok ấy ạ. Nên là em chỉ có khuyên cho chị thôi. Cuộc sống ai cũng cần nỗ lực. Hậu sinh, chị ơi, nhận được túi rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị đã tặng kính em nhé. Trời, thanh kia em hậu sinh lại mới về cái nữa này em. Mới về cái này hôm qua, đẹp vô cùng, size 21. Đẹp lắm.
Mã này mới về hôm qua. Đó. Giống như mình đánh giá những cái đứa ở trên TikTok ấy, ngu ngu á. Xin lỗi mấy chị bên TikTok. Trên TikTok có rất nhiều đứa ngu. TikTok là một nền tảng xã hội. Túi á, 2,5 triệu, đang được giảm giá còn 2,25 triệu tặng một kính thời trang. Mình đánh giá TikTok là có rất nhiều đứa ngu. Tại vì mình chỉ cần lượn comment là mình thấy rồi. Nó cứ hỏi những cái câu như kiểu là gọi là trend ấy. Các chị hiểu không? Bố mẹ mà sinh ra những đứa con như thế thật là bất hạnh. Đi lên trên mạng cứ hỏi những cái thứ ngu si. Nào thì chị ơi bán thuốc hồi xuân không? À hồi trinh không? Trinh đã rách rồi, cái cơ bản nhất là trinh đã rách rồi. Thì không có cái gì mà hồi được cả. Mà nó cứng hỏi, nó cứ hỏi comment tưởng là hay. Mà người ta thấy nó ngu. Đúng không chị Nguyễn Ngọc Vân, chị Ngọc Ngọc Vân? Chúng nó comment những câu. Chị ơi, chị bán giày kiên cường không? Chị bán thuốc hồi trinh không? Đánh giá những đứa comment như vậy là những đứa ngu bẩm sinh. Và ngu hết phần thiên hạ. Đừng nghĩ là trên mạng xã hội comment những câu vô thưởng vô phạt theo trend là vui. Oh no. Những người như mình sẽ đánh giá những comment đó là điển hình của những đứa ngu. Bởi vì nó mất thời gian lên trên mạng. Nó xem những cái người như mình nói chuyện mà nó hỏi những câu ngu ngục. Liễu Bùi ơi, thuốc bổ não trẻ em là em hỏi cho mấy tuổi? Em hỏi thuốc bổ não trẻ em là mấy tuổi? Em nói thật, đừng bao giờ mình dành thời gian để hỏi những điều ngớ ngẩn. Cũng đừng bao giờ dành thời gian để comment những cái điều vô thưởng vô phạt. Phải nhờ công đức cuộn già mới đào tạo ra một lũ ngu. Khổ thật sự. Cái gì bà Trí đang đâu vậy? 2,5 tuổi, em sẽ dùng cái này chụp lại cho chị. 2,5 tuổi em chụp lại cái này chị Liễu Bùi. 2,5 tuổi sẽ chụp lại cái này vào trong inbox của chị. Nha. Em nói thật đấy. Nói thẳng nói thật thì ai mất lòng. Hay ghét em lắm. Đây nha. 2,5 tuổi dùng cái này. Còn muốn mua bổ mắt. Mua bổ mắt cho trẻ. Từ 4 tuổi trở lên dùng cái này. Đây Ngọc Hà Villa. Em chụp lại cái này nhắn tin vào Zalo bên chị. Đó. Cái này là bổ mắt cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Từ 4 tuổi đến 12 tuổi 1 viên một ngày. Từ 12 tuổi đến người lớn 2 viên một ngày. Cái này là của Úc. Đây này, mình uống gần hết rồi. Đó. Cái viên nó nhỏ lắm, nó không bị tanh nhá. Cái viên này nó không bị tanh. Đó. Cái viên này nó không bị tanh. Mầm đậu nành 375.000 mù tạt ơi. Mầm đậu nành cân bằng nội tiết tố nữ. À cái này cần phải nói với mọi người này. Có rất nhiều người trên mạng quảng cáo cái này là uống mầm đậu nành cái ngực tăng lên 1-2 size. Thì em nói thẳng luôn này, đó là xạo. Nói xạo. Mầm đậu nành không thể nào làm cho bạn từ vú lép thành vú to được. Không có một sản phẩm nào trên thị trường an toàn để mà uống vô ngực từ cau điếc trở thành bưởi bòng được. Em phải khẳng định với mấy chị điều này. Em có thể nói ra có rất nhiều người ghét em. Những người bán cái thuốc tăng ngực tăng nghĩa sẽ rất ghét em. Nhưng em khẳng định với các chị 100%. Không có một sản phẩm nào uống vô mà ngực cau điếc mà trở thành quả bưởi quả bòng được. Nếu mà uống mà to vú được thì em đây không mất 70-80 triệu đi mổ phẫu thuật thẩm mỹ để đặt 2 cục silicone vào người đâu. Bao nhiêu đớn đau. Em nói thì khó nghe, nhưng em phải nói để các chị phải hiểu vấn đề. Cái mầm đậu nành này nó cân bằng nội tiết tố nữ. Nó sẽ giúp cho da rẻ các chị mịn màng hơn. Uống khoảng 25-30 ngày sẽ thấy tác dụng. Nó sẽ giúp cho cái nội tiết tố của mình nó tốt hơn. Kinh nguyệt của mình nó sẽ đều hơn. Các chị hiểu không? Chứ cái này đừng bao giờ thần thánh hóa nó. Là nó uống để làm to ngực. Em chỉ khuyên các chị một điều, các chị ghét em cũng phải nghe em điều này. Đừng bao giờ tin mà đi mua hàng trên mạng
sản phẩm nào nói là uống to cái ngực lên, em đảm bảo với mấy chị đấy, em bán hàng ấy, em sẽ chỉ bán cho những người khách hàng hiểu biết, yêu thương bản thân và chăm sóc sức khỏe mình. Mình đi uống những cái sản phẩm tích nước, phù nề, cứ tưởng là ngực to, nhưng mà chưa biết ngực to hay không, tám thằng nó khuân ra đồng. Làm gì có sản phẩm nào làm cho ngực to đùng lên được. Nếu mà to đùng lên thì thẩm mỹ viện, bệnh viện thẩm mỹ, nó không mọc lên như nấm nha. Chúng ta phải hiểu, chúng ta, cái ngực của chúng ta, cha sinh mẹ đẻ qua 17, 18 tuổi là nó không to nữa rồi. Còn nếu như các chị thấy không? Có một cái điển hình, các chị có thể không tin, các chị theo dõi người mẫu Minh Tú. Bạn Minh Tú, bạn đi tập phải 4-5 năm, cái ngực của bạn thì mới to đẹp đến như vậy. Phải tập, và người ta phải có những cái chế độ tập tành ha. Minh Tú là một người ngực đẹp tự nhiên là do tập luyện, bởi vì mình biết Minh Tú mười mấy năm, đi chụp hình với nó từ ngày nó câu điếc, nhưng mà giờ ngực Minh Tú rất là đẹp, bởi vì bạn ấy tập, bạn ấy có những cái bài siết siết gì đấy, nó phải tập và khổ luyện, cái body của Minh Tú nó mới được đẹp như hôm nay. Đừng bao giờ tin vào những cái chọc chọc chọc, hút thuốc mỡ bụng. Các chị ơi, các chị ăn như em, nhậu như em, uống như em, một lần ăn 3 tô cơm như em, thì làm sao các chị đẹp được. Mình ăn như thùng luồng ba ba thì mình phải chịu, mình mập thôi các chị. Còn chúng nó đâu dám ăn một tô cơm xíu xíu à. Mình ăn như con lợn mà đòi đẹp, không có mấy chị. Ăn xong nằm sình ra chơi Facebook. Không. Con Tú nha, một ngày, cái ngày mà nó phải luyện tập ở trong phòng gym ấy, 3 đến 4 tiếng đồng hồ đấy, không đùa đâu. Để khổ luyện có body như Minh Tú là phải khổ luyện. Nó nâng tạ rất là cực. Nên mấy chị à, để ngực đẹp tự nhiên thì không thể tự nhiên mà đẹp. Phải luyện tập, phải khổ luyện, phải có chế độ ăn uống bài bản. Cái ngực nó mới lên cơ, nó mới lên săn, nó mới lên múi. Cái bụng nó mới săn lại. Thế Angela Phương Trinh không? Người như điêu khắc, người không miếng mỡ nào, ăn kế hoạch bài bản, tập thì như một lực sĩ. Người ta phải khổ luyện mới có kim cương. Đằng này cứ ngồi dơ 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 nào, vô nâng ly lên, ui dồi ôi, bà mày thiên địa, thì bao giờ gầy. Uống cái bình trà này nó chỉ để đào thải cái đống vừa xong vừa ăn thôi. Mới uống có 8-9 chai bia, ăn một con cá, một đĩa sườn nướng, một đĩa móng giò chiên nước mắm, một đĩa giải heo luộc, hai bát bún, 9 chai bia, bao giờ gầy. Tập không tập, ăn như heo đòi gầy, hoang đường. Nên mấy chị phải nghe em, phải tin em. Các chị không cần mua hàng của em. Em bán hàng được cũng được, mà không có đơn em cũng không sao. Tại vì thực tế là một ngày em tiêu 300 nghìn, nhiều nhất 500 nghìn. Là một tháng em tiêu bao nhiêu tiền? 15 triệu tiền tiêu. Con em tiêu 35 triệu. Ăn uống rồi giúp việc tài xế rồi chuyện này chuyện kia. Tháng có 50 triệu. Mà em có một đống nhà cho thuê, một tháng mấy trăm triệu tiền cho thuê nhà. Em đâu cần bán kỳ em giàu thêm. Mà không bán em cũng không chết đói. Nhưng mà em chắc chắn với các chị là em sẽ không bao giờ xúi dại các chị. Các chị kêu em là Trang ơi chị bán gì, viên đốt mỡ bụng với trà giảm cân à, chị ơi xuống mấy ký. Dạ không xuống ký nào mấy má. Không xuống má. Trà giảm cân viên đốt mỡ không xuống má. Các má ăn như tôi đòi xuống. Các chị chả cần phải uống trà giảm cân hay viên đốt mỡ gì. Nếu các chị giảm tinh bột, giảm các bữa ăn, mình ăn ít lại, dần dần, chạy bộ, bơi lội, đánh cầu lông, đảm bảo sẽ gầy. Em nói vậy thôi. Còn đâu này, trà giảm cân viên đốt mỡ này là uống để đào thải cái đống nốc vào mồm, để nó giữ được cái duy trì cái cân nặng 66 cân. Nếu tháng nào mà giảm nhậu một tí,
nó xuống vài ký nữa mới, chị hiểu không? Em nói thật, có chiếc Ngọc Hà Villa tăng chiều cao cho trẻ. Em hỏi cho trẻ mấy tuổi, nhà chị cái gì cũng có đây này. Nhà chị đầy đủ sản phẩm từ người già đến trẻ em. Em muốn tư vấn gì, em nhắn tin vào Zalo, chị sẽ tư vấn kỹ lưỡng. Em mà nhìn ăn em giấy đạch đạch liền, thế mày là em tao rồi. Đây này, nhịn ăn là tưởng chết. Đêm hôm qua kể cho nghe, 2 giờ sáng đói quá. Can chia trẻ 11 tuổi đây, chờ chị tí. Chờ chị tí chị em tìm, đây. Đâu rồi, đây này. Em chụp cái này lại ở chị Ngọc Hà Villa, một trong hai loại này. Đó, đâu rồi, đây. Nhà chị có 3 dòng can xỉu. Chụp cho chị cho này. Chụp cái này lại, vào inbox, chị sẽ tư vấn từng sản phẩm một. Ngọc Hà Villa nhé, để chị đang ngồi tâm sự tí. Chụp lại với chị, nhà chị đầy đủ đây là canxi. 3 cái này của Úc. Sản phẩm, trời, chị mỡ máu cao không chị Thùy Miên? Đây, riêng về mỡ máu, em bao sân chị. Không xuống em trả lại chị tiền. Cái này khẳng định luôn. Tại sao chị biết em làm nói câu đấy không? Em không biết sản phẩm này. Chỉ khi tinh dầu hoa anh Thảo có em. Tinh dầu hoa anh Thảo đây Mizu 720.000. Em không hề biết. Em đâu bị mỡ máu men gan cao đâu. Chỉ từ ngày em lao vào con đường nhộn nhẹp, em mới bị mỡ máu men gan cao. Nhưng mà cái sản phẩm này là em biết được vì khách hàng quen nhà em nhờ em mua về 5 hộp một lần. Hóa ra là người ta, gia đình người ta cũng có những người nhậu nhẹt mà ăn nhiều cái loại mà đồ động vật, lòng lợn, lòng heo, lòng dê, lòng bò, các thể loại nói chung dân ăn nhậu nha em ơi chị. Thì đây này, cái người bị men gan cao, mỡ máu là thường thường họ sẽ đi chung. Cái người ấy bị cái gọi là mỡ máu ấy, là những người mà khi cái chế độ đào thải của họ, họ đào thải không nhanh không kịp, có nghĩa là họ nạp vào nhiều hơn thải. Gọi là gì, cái bộ máy đào thải của họ giống như em. Em sau này là bộ máy đào thải của em nó bị gọi là lão hóa, do là đớp quá, nhậu nhiều quá. Các chị hiểu không? Đó. Khi mà đây là sản phẩm của Mỹ. Cái này nếu chị nào bị mỡ máu, chỉ bị mỡ máu, không bị men gan cao, là uống 2 viên này một lần. Các chị trước khi uống vui lòng cứ đi chụp, quay xét nghiệm cái chỉ số mỡ máu của mình. Thì các chị sẽ uống cái này. Một là uống cái này, hai là uống tinh dầu thông đỏ. Đó. Hai là uống tinh dầu thông đỏ. Hai cái dòng sản phẩm này, cái này của Hàn Quốc, cái này là của Mỹ. Cái này là 2,2 triệu, cái này là 930.000. Cái tinh dầu thông đỏ cái này 2,2 triệu này này, nó sẽ là, đây em xem bao nhiêu, hình như là 5 hộp bên trong. Nó nhiều viên lắm. Thì mỗi ngày sẽ uống 2 viên tinh dầu thông đỏ. Và uống, hôm qua em thấy chị bị rơi dép ở chỗ ngã tư quận tư. Rơi dép à? Có nhầm không? Ngã tư quận tư, chị đi đâu nhỉ? Đừng follow, chị đi đâu nhỉ? Không có, chị đi đâu nhỉ? Đi xe máy à? Không có, chị đi đâu nhỉ? Không có, chị có đi đâu đâu ta? Ngày hôm qua là thứ sáu. Thứ sáu hôm qua chị chỉ có chạy đi công chứng giấy tờ để làm visa đi Pháp thôi. Quận tư. Buổi sáng hôm qua không đi đâu, 11 giờ trưa ngủ dậy. Đi đánh cầu lông. À, đánh cầu lông 9 giờ. Đến 11 giờ về. Chạy đi mua rau, mua con cua, cho con kiến. Xong về nhà tắm rửa, ngủ. Ngủ xong 3 rưỡi chiều mới đi công chứng giấy tờ để làm visa đi Pháp. Sau đó là về nhà ôm con ngủ. Không rơi dép. Có chứ, viên đặt phụ khoa có em. Đây, viên đặt phụ khoa đây em. Khang Midon Crystal. Em chụp lại, chị đang đặt đây. Crystal, chụp lại cái này.
vào nhắn tin Zalo chị tư vấn. Viên đặt phụ khoa Khang Mỹ Đơn. Chị Thùy Nhiên, chị chụp lại, chị vào nhắn tin cho em để em tư vấn kỹ cho chị về mỡ máu. Đâu chị có ở Pháp đâu, chị đang xin làm visa để đi du lịch Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan. Đó, chị Thùy Nhiên nhé, chụp lại inbox em. Đó, cái này là của Mỹ cực kỳ nổi tiếng này. Ok chưa? Đó. Chị đâu có rơi dép đâu, không hôm qua chị không có đi. Hôm qua chị chạy xe máy nhưng trời mưa, chị phóng như một cơn gió rồi em. Cái gì mà giàu, sao chị giàu thế gì? Chị không đi du lịch Ukraine. Vì nếu như mà có đi thì tháng 10 sẽ đi Nga để gọi là xem gì, mùa đông trắng à. Chị đi gọi là đi tour thì rẻ tiền lắm em. Dạ, cuối hộp collector off cho chị kia biết tiếng Anh giỏi vậy chị Phạm Quỳnh Phương. Cái collector off này một hộp là 210 viên. Đó. 210 viên, giá là 930.000. Cái này là giảm mỡ máu cực kỳ hiệu quả. Cái này là khách của em nhờ em mua cách đây 3 năm. Đa phần từ thải độc gan hay là mỡ máu này đều là khách nhờ em mua. Còn xưa kia em chỉ bán hà thủ ô, à viên đốt mỡ, trà giảm cân, bổ tỳ tăng cân, chứ em không bán mấy dòng thực phẩm chức năng này. Sau này do dân nhậu tăng cao, bạn bè nhậu của em nó hơi nhiều, nên là em tìm hiểu nhiều sản phẩm để em bảo vệ cái lá gan và cuộc sống của chính mình nhé mấy chị. Có loại nào uống cho đỡ nám không? Thật sự DH ơi, nám là một cái giống như dạng một dạng ung thư đi theo con người. Chúng ta cực kỳ khó trị nám. Nó chỉ có bôi để mờ bớt đi, còn để trị dứt điểm nám bằng kem dưỡng da hay một dòng sản phẩm uống thì không có. Em nói thẳng luôn, em nói thẳng chị Phan Quỳnh Phương chụp hình inbox em nha chị. Em nói thẳng luôn để cho mấy chị hiểu nhé. Cái tính của em là em hay nói thẳng. Nếu chị bị nám mà hai bên nó đen như đít nồi, thôi đừng ước mơ làm gì. Đừng tin, đừng tin vào những sản phẩm kêu rằng là bôi xong hết nám. Bởi vì em là người phải nói rất rõ về sự trải nghiệm đó. Kem trị nám, các chị bôi nó chỉ mờ đi phần nào. Nó sẽ làm ức chế methylene à? Tiếng Anh đọc hơi sai. Nó sẽ ức chế những cái thành phần tăng sinh nám lên thôi. Chị ơi em không bị nám mà em bị giàu thì phải làm sao? Thì mình đi nhậu, đi chơi, đi du lịch thôi em. Nó chỉ mờ đi chút nào thôi mấy chị. Nó không thể hết nha. Nám nó không thể hết. Mọi người đừng tặng hoa cho mình ở trên TikTok tốn tiền mọi người. Đừng tặng hoa cho em ở trên TikTok tốn tiền mọi người, sorry. Tặng hoa mọi người tốn tiền, đừng tặng cái gì cho em. Em buôn bán kinh doanh em đủ ăn. Đừng tặng, quý mến em thả cái tim là được rồi. Đừng gửi hoa, gửi quà hay kem sữa chua, dâu tây gì trên TikTok tốn tiền mọi người. Đừng tặng cho em cái gì cả. Em lạy các anh các chị. Khổ lắm. Mình chơi TikTok và mình chỉ cũng muốn hướng đến những cái người nào mà hiểu cho mình cái tính mình là như vậy. Cái gì chị tặng em con cọp là cái gì? Tao tặng mày một thùng cọp 24 lon. Tai cơ bạc. Ok. Em được cái là em chịu khó chăm chỉ. Mai đi xuống cái nhà kia cho thuê cơ nè. Tao lại mày. Chị ơi bạn em còn đùi dài. Trời ơi. Đừng phổ lóc nữa mày làm chị buồn cười quá. Nhiều khi mày comment những cái câu chị cảm thấy dễ thương. Huệ Phi chị mua của em 2 lọ mỡ máu uống hết sạch. Đi kiểm tra chỉ số bình thường người không mệt nữa. Đấy. Điêu chết liền. Chị thấy Huệ Phi chị thấy đúng không? Nếu mà chị thương em, chị mà thương em, chị quý em, chị làm ơn chụp cho em cái chỉ số mỡ máu trước và sau khi chị dùng. Em ít khi đăng hình cho chị lắm. Nhiều khi gửi cho khách họ xem thôi. Chứ em có bị mỡ máu đâu. Em uống các thể loại trà giảm cân này. Úi dồi ôi, trà thải độc giảm cân của em sạch bát. Em duy trì hàng ngày. Nên là chị Huệ Phi ạ,
Phải có những người khách mà comment như chị. Thì như chị Thùy Nhiên hay chị Huệ Phương bên này mới hiểu. Chứ tính em có giờ em không có uống là em không có cái gọi là kết quả. Bởi vì khách của em nhờ em mua thì em mới có sản phẩm để bán cho các chị bán thêm. Em về mỗi một lần cái hộp mỡ máu này này, em về 20 hộp vì cái hộp này mắc lắm, nó không bao giờ sell. Mọi người nhá, mọi người thấy ở bên Mỹ ấy, cái này không bao giờ sell, không bao giờ nó xa le luôn. Riêng sản phẩm này khổ thật sự. Mình bị mỡ máu không phải có những người bị mỡ máu không phải do nhậu đâu nhá. Cái chế độ ăn uống của mình, cái chế ăn đủ ăn uống của mình ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc là làm cho mình bị mỡ máu hay men gan cao. Chị Ly Chi Bùi ơi, nhà em có bổ tỳ tăng cân chị. Nhà em có bổ tỳ tăng cân, em bán cái này là 7 năm rồi chị. Chị Lệ Chi Bùi, chị chụp lại cái này. Cái này chị mà gầy thâm niên, chị gầy lâu năm. Đó, chị uống cái này. Đúng rồi chị Thùy Phước, đầy người gầy như con mó vẫn mỡ máu. Mỡ máu đó là một dạng bệnh lý, là trong cái hệ thống máu chuyển động của mình, nó có những cục mỡ nó sẽ giảm, nó sẽ giảm cái tốc độ di chuyển máu bơm vào những cơ quan chức năng. Nên những người bị mỡ máu thì hay bị mệt. Đi lên cao lên sẽ bị mệt, khó thở. Rồi chạy nó cũng mệt, nằm ngủ nó cũng váng đầu. Mỡ máu nó là một trong những nguyên nhân làm cho người ta bị mệt mỏi. Ít người để ý đến chuyện cái bệnh mỡ máu lắm ấy chị. Chỉ trừ khi người ta đi xét nghiệm máu, người ta đi tầm soát sức khỏe, người ta mới biết mình bị mỡ máu. Chứ còn người bình thường như mình kiểm tra mẹ gì biết mỡ máu. Chỉ khi chị đi test sức khỏe tổng quát mới lòi ra được mình bị cái gì. An Trần ơi, nhà chị có giảm cân, em có viên đốt mỡ trà giảm cân. Hộp này 210 viên, 930.000. Đó, 210 viên, 930.000. Chị em đang ăn cơm này, ăn có sức giảm cân rồi. Ôi, mập lắm em ơi. Chị mới đi nhậu về 9 lon bia. Một nồi lẩu cá. Cá chấm giòn à? Cá chép giòn. Đĩa sườn dây nướng. À, đĩa móng giò chiên nước mắm ăn với dưa chua. Ba giỏi cháy tỏi. 9 lon bia. Ăn như thùng luồng mà đòi gầy. Không, chị tham gia gì game show làm gì em. Chị giờ về vườn rồi em. Chị về vườn rồi. Chị không sâu bít sâu bèo gì đâu. Cuộc sống của chị bây giờ là vui lắm, vô tư. Đi nhậu về, ngồi live stream vui. Bán được đơn nào hay đơn đấy, không thì thôi. Nhậu nhanh mập láp mà không nhậu nó buồn. Xem lại năm 2014 nhìn chị cười xỉu. Ôi ngày đấy chị gầy nhỉ. 53 cân. Giờ 66 cân em ạ. Chị cũng không hiểu sao là thêm mười mấy cân thịt vào đâu. Chắc vào cái bụng. Khổ thật sự. Giờ này vẫn chưa chốt được người make up ngày mai để đi event. Có em. Bên chị có trà giảm cân viên đốt mỡ em. Đây là trà giảm cân viên đốt mỡ. Chụp hình cái này vào inbox chị tư vấn. Nga Dương lâu không vào xem trang, cứ xem là cười. Vui suốt trời ơi, em sống vô tư mà. Giảm cân mọi người chụp cái này vào inbox em nhé. Ơ hôm nay bên TikTok bình yên nhỉ. Không có mấy đứa vào chửi mình, chúng nó đi đâu rồi? Mấy đứa hay chửi em nó đi đâu rồi mấy chị? Mấy đứa chửi em á, nó chửi chán, nó đéo thấy mình chửi lại, nó chán luôn. Đấy, trà giảm cân viên đốt mỡ đấy. Đúng đó, trà phụ nữ mập là mập bụng đầu tiên khổ. Tại vì em ăn nhiều chị ơi. Em ăn suốt thôi. Khổ, em có cái đồng hồ, em kể mấy chị nghe, được tặng cái đồng hồ này. Được tặng 4-5 năm. Chị có thiếu tiền không? Em mời chị đánh gốp nhé. Chị không biết chơi gốp. Có cái đồng hồ xịn được tặng 5 năm rồi. Còn nguyên bưu tác.
không đeo. Cắt dây mà chưa đeo. Cái đồng hồ siêu đẹp của Lê Man. Hôm nay bận đi Hồng Sâu mới vào xem trời thần. Trời ơi, chị đâu có xinh đâu. Đồng hồ này á, một bà BD nhà chị tặng chị em ạ. Một bà BD bên Mỹ tặng cho chị. 5 năm rồi, chưa đeo. Đâu có xinh đâu em. Trời ơi, chị đâu có xinh. Mặt chị xấu mù. Hôm trước đi Hà Nội, mang cái này đi để tẩy trang. Rút cục nhậu 2 ngày say như, gọi là say như cháy. Đi sinh, đi làm cưới đằng Trinh về, say ói không ra, ra hơi luôn. À mày kể mấy chị nghe, có mấy con nó vào chửi em là gì? Bình thường đi event sự kiện, à thấy ăn mặc lồng lộn lắm, mà đi đám cưới cầu thủ nổi tiếng, ăn mặc như một con già, nhà quê. Em thật sự nhiều khi em không hiểu nổi chúng nó như thế nào luôn mấy chị. À không nhá, giờ mà chị đi Singapore chị không có sợ lạc đâu em, chị mua theo quyển từ điển tiếng Anh em ạ. Không, chị già rồi béo như con lợn, ai người ta mời diễn show em. Ôi giời ơi. Đi đám cưới người ta phải đám cưới mình đâu. Mà mình ăn lại mặc lồng lộn chi. Mình thì già rồi. Già rồi chứ còn trẻ trung gì. Mà đi vô cái đám cưới người ta làm loạn. Trời ơi, cái vụ Singapore chị cười xỉu. Lâu lâu chị ngồi ngồi nhậu lại với đội BD bóng gió nhà chị năm xưa ấy, cái đội mà đi Singapore ấy. Mấy con đấy nó vẫn cười chị bảo trời đủ má bà Trang. Bà làm ngày xưa bà không biết được mà đúng mẹ mày số mặc váy đầm dạ hội. Lồng lộn. Ơ. Ờ. Và rồi đấy. Xin là cuộc đời quá đen. Em nói với chị nghe, mình ăn mặc lồng lộn đúng nơi đúng chỗ. Đi đám cưới người ta, event của người ta mà ăn mặc lồng lộn không ra gì cả. Phải có ý thức chứ chị ơi. Không, chị không đi diễn đâu. Chị chỉ diễn những nhà thiết kế mà là em út chơi thân với chị thôi. Mà giờ làm gì có đồ vừa cho chị. Chị béo lắm. Trời ơi, chị bận lắm em ơi, còn phải đi nhậu. Chị Nga Dương lúc nào em chả vô tư chị. Trong showbiz chị thân nhất với ai, không thân với ai. Chị không thân nhất với ai cả. Chị chơi với mọi người là vô tư. Chị không chơi thân trong showbiz. Vì chị rời khỏi showbiz 10 năm rồi ấy. Chị sống cuộc đời một con bàn mắm tôm. Chị em hỏi là BD chị chơi thân nhất với ai, chị sẽ trả lời. Chị thân thiết gì? Cuộc đời của chị có liên quan gì đâu mà thân em. Nghề nghiệp thì không tham gia, không làm gì. Thân cái gì? Người ta gọi là nghề nào việc đó. Đi vào rửa cái mặt cái nào. Em là chả thân với ai. Úi dồi bà mẹ rớt. Em thân mỗi gọi là tiền. Vâng chị Kim Ngân ơi, chị mua vitamin E hoa anh Thảo inbox em nhé. Lâu lâu chị lại đi ăn bún đậu mắm tôm, cảm ơn chị. Ở Facebook nhà em ấy, có nhiều người xem livestream chỉ âm thầm im lặng. Âm thầm im lặng xem sợ chửi. Nhiều khi mới vào hỏi những câu từ vô duyên vô tư. Cũng không sao, đừng có hỏi soi mói là được.
Chị like đến mấy giờ á? Lúc lâu lúc chập em. Chị vui chị like lâu, chẳng vui chị lại like ít. Có khi đang like người ta rủ đi nhậu chị lại đi mà. Máy rửa mặt ra 590.000. Mạnh Duy vừa chị béo lắm, diễn chiếc gì như một con trâu. Bụng to lắm, 66 cân rồi. Mình biết mình ở đâu em ơi, mình béo lắm. Nhờn bị mụn á, cái sữa rửa mặt này rửa cực kỳ hiệu quả, 330.000. Da nhờn bị mụn đỉnh cao. Đẹp á? Không, mắt chị buồn, đuôi mắt sậy mà. Ủa cái răng da chị giấu á, TikTok có filter nó còn mềm gì ấy. Danh á, danh chị trắng thật. Danh chị nhá là trắng. Có 3 cái răng giả này, 1, 2, A. Còn lại răng thật, trắng. Chị chưa ngủ đâu, 2-3 giờ sáng mới ngủ. Đó. Úi giời ơi, hôm nay uống bia bị mệt đấy mà. Mình già rồi mình ham hố cái gì? Mình già mình phải biết mình già. Ngồi mà trèo kéo níu giữ gì?
giới trẻ chúng nó lên để chúng nó cần tỏa sáng. Chị niềng răng bác sĩ Liên đó Hương Bóng. Em sợt là em sợt trên YouTube ý. Trang Trần đi làm mà đi làm răng, nó ra địa chỉ bác sĩ đấy. Đường số 5 mà, đường số 5 khu Him Lam quận 7. Chào Mi Leo Phạm. Có chứ, ngày xưa niềng răng cái mặt nó mới đều lại, chứ ngày xưa mặt bị lệch nặng lắm. Bây giờ nó hơi lệch một tí. Ôi giời, chị không có nhu cầu, em ơi, chị đi dự sự kiện là toàn là mối quan hệ thân thiết quen biết chị mới đi. Chứ chị không có nhu cầu đi. Có tiền đâu mà đi em. Có tiền đâu mà đi. Đi sự kiện là toàn anh em chị em trong nghề giúp đỡ. Đi qua đi lại. Chị đợt này không có giúp việc. Đó. Vết thâm này thấy không? Dùng một tháng, gần dùng khoảng 18 ngày nó vừa mờ vết thâm luôn. Cách đây 3 tuần ấy, mặt mụn nhiều lắm, bị dị ứng. Cái này á, nhũ tương truyền trắng. Live bên TikTok có nhiều fan mà ít tuổi, nói chuyện cũng vui. Da chị không đẹp, vừa phải. Nói chung là đợt này hết mụn rồi, bởi vì là dùng bộ trị mụn nhé. Dùng sữa rửa mặt trị mụn, bộ trị mụn chấm mụn. Dùng 7 ngày hết mụn, mất 14 ngày, 12, 14 ngày gì đấy. Để dưỡng da cho nó mờ thâm. Mà phải chịu có vuốt vuốt thế này. Sao TikTok nó hiển thị là 6,3k người thích là cái gì nhỉ? 6,3k người thích là cái gì không biết luôn. Không biết chơi TikTok. À, lượt thả tim à? Thế thì không biết lắm. Mọi người chơi TikTok đừng có thả tặng hoa tặng bông gì nhá, tốn tiền. Da chị không đẹp đâu Ngọc Hà Villa. Cái TikTok này tự dưng nó làm cho mình đẹp chứ không, da thật không đẹp. Da chị chỉ khỏe thôi. Da chị khỏe, dùng bộ này da nó khỏe. Phải chịu khó massage vô. Dạo này fanpage không nhìn thấy comment nha mọi người. Mọi người đang xem livestream mà thấy em không đọc comment, mọi người không trả lời ấy, là do nó bị ẩn comment. Em không nhìn thấy một comment nào luôn, trừ bên Tây Bún Động Cô Khàn. Còn lại là không thấy comment luôn. Giống như chiều nay ngồi livestream, chim lợn nó chửi quá trời, có nhìn thấy comment đâu. Kết thúc livestream mới thấy chúng nó chửi mình. Khổ thật sự. Mọi người pay Bún Đậu Cô Khàn đang thả tim thanh kiều. Dưỡng da chỉ có vuốt vuốt thế này. Đã, vuốt massage nó sẽ giảm nhăn. Đó. Mới làm nail hôm qua mà Ngọc Hà Villa. Chả qua chị hay cắn móng tay thôi. Làm nail hôm qua mất 120 đó bà. Bo 100 là 220 đâu á. Chị chỉ làm nail quán vỉa hè thôi. Làm hôm qua rồi nè em.
Cái cây lăn mắt này này 680.000. Đâu làm neo 120 là rẻ mà em. Rẻ, Sài Gòn thế là rẻ rồi, người ta toàn làm bộ neo mấy triệu. Người ta toàn làm bộ neo mấy triệu đấy. Thôi giờ đi ngủ, mai đi, mai dậy còn live stream, có khi đi tập bóng cầu lông nhé. Bye bye cả nhà, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nhé, bye bye. Cái cổ đen xì bình thường, mặt trắng cổ đen là chuyện bình thường. Con ngu lồn kia, mặt thì ngày nào cũng bôi kem dưỡng, cổ tao quên không bôi. Nó đen là chuyện bình thường, có cái lồn gì mày lạ. Cái con mặt lồn Atifan ngu ngục kia. Bà mẹ mày đây, để tao dưỡng cái này vậy. Đấy tổ sư bố như nó đấy. Vì nó nói mình thế, mình động lực. Đấy, kem chị nhăn cổ. Trắng cổ và nhăn cổ. Lồn thâm, chắc mày xúc vào lồn tao, biết tao lồn thâm. Thế để em dưỡng vậy. Cứ chị thấy không? Trên TikTok nhiều con đi nick ảo ngu lồn. Mày có giúp vào lồn tao không mà biết lồn tao thâm. Quên đấy, nó bảo mình cổ đen xì. Mình chợt nhớ ra. Mình chả giữ da cổ. Bà mẹ nó. Đây giữ da cổ 495.000. Để đấy bố mày sướng một hai tuần mày sẽ vòng lại mày xùi mà mày chửi. Đấy phải có những cái con mặt lồn như thế ấy. Nó nói mình để mình mới nhớ ra động lực để mình dưỡng da cổ với bà. Chào Ngọc Hà Villa, mày thấy chị khổ không? Cái kem dưỡng da này này, vừa làm trắng da cổ, vừa làm chống chảy xệ, mặt cổ nó không bị nhăn. Đấy, kem cổ này này mấy chị, khổ lắm. Đấy, nó bảo em là cổ đen xì, thì mẹ dưỡng da mặt thì ngày nào cũng dưỡng, cổ thì quên. Nhắc tôi lên chân ghẻ. Chân ghẻ mấy chị. Bà mẹ em. Đấy. Nó nhắc mình phải nhớ cái chân ghẻ của mình. Bôi Snow White. Chân đen xì. Toàn mặc quần đùi. Đi xe cúp. Phóng vù vù ngoài đường. Từ mai sẽ phải cố gắng dưỡng da. Đấy. Chị ăn nói thiếu văn hóa em xem làm gì Ngọc Hà Villa. Chị có thuê em xem đâu. Tự dưng em bảo chị ăn nói thiếu văn hóa. Em là tóm lại em là tip gì? Atifan nửa mùa à? Nó bảo chị lồn thâm. Chị không bảo nó giúp vào lồn chị mà biết lồn thâm thì chị phải nói sao? Khổ em ghê. Nó bảo chị lồn thâm, chị bảo dạ chị xin lỗi em đừng bảo chị lồn thâm vì lồn chị hồng. Chị khổ em quá. Yên tâm là lồn chị không thâm nhá. Chị được cái nhà chị có V1 là hồng lồn, N1 là hồng vú nhé. Chị đéo bao giờ thâm những đoạn đấy được. Sốt ruột. Sorry mấy chị nói bậy tí. Nó nói bậy với mình mà mình lại nói có văn hóa với nó là mình bị ngu đấy. Mấy chục thằng chơi sao không thâm. Chị có mấy trăm thằng chơi chị cơ em ơi. Mấy chục thằng là cái gì. Tao khổ mày ghê. Trời ơi mình nhìn cái nết tao mà có mấy chục thằng chơi. Thường quá má. Cô mày một container bùi. Tao cũng phải được một cái xe tải chứ. Bà mày à mày. Mày Atifan tao lại không? Mày chửi bậy lại tao không? Tao chửi bậy số 2 thì không ai số 1 đâu. Nên đừng có chửi bậy với tao. Chưa đủ tuổi. Địt mẹ mày coi thường tao quá. Nói bảo em có chục thằng trông, có chục thằng chơi. Vớ vẩn. Tao là vài trăm thằng. Xếp một xe tải. Còn cô mày một container bùi. Địt mẹ mày. Này riêng nói bậy ý.
chúng mày chưa đủ trình nhá. Ra đường coi chừng, coi chừng gì, coi chừng mua thêm nhà, thêm cửa, thêm xe à? Mày dọa bố mày hả? Mày tuổi lồn gì? Mày tuổi gì mày 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 dọa tao? Cái con cuộn già ngu ngục trong T30 dọa tao bao nhiêu nữa? 5 tháng tao còn đéo sợ là cái loại lồn chúng mày. Chào Nam Vũ. Xin lỗi mấy chị chứ địt mẹ à, mày để em chửi ấy. Thì cô chúng nó có phải học dài. Tao mà chửi bậy, tao số 2 là không ai số 1 đâu. Rồi ôi, coi chừng quán mày bị tạt. Địt mẹ cái con cuộn già chúng mày ấy. Chạy xít tinh hàng nghìn cái vây bẩn. Quán Trang Khàn mắm tôm bị tạt. Quán tao ấy, vào y tạt thử đi, thấy cái mặt lồn chúng mày biết liền. Tao không phải coi chừng, tao mời chúng mày đến tạt luôn. Mời chúng mày đến tạt, đủ bản lĩnh để đến tạt. Địt mẹ cái con cuộn già ngu ngục. Đi xít đinh địt mẹ mày quán của mình. To đùng ngã vật. Trời ơi, xít đinh một cái hình ở đéo đâu ra. Xong rồi bảo quán mình bị tạt. Trời ơi, chứ tao sợ chúng mày quá à. Địt mẹ. Mẹ mày ấy, ra đời từ ngày lông háng mọc chưa đều. Lặng nhìn cuộc sống mình nhận được túi rồi đẹp lắm. Về xài ok mua cái nữa. Cảm ơn chị Lặng nhìn cuộc sống. Thank you chị. Sorry mấy chị phải nghe chửi bậy. Nhưng mấy con mặt lồn đấy ấy, là phải chửi cỡ đó. Làm thật thì làm đi. Làm thật thì làm đi. Tạt cho nhiều vào. Càng tạt càng có lộc. Nam Vũ ơi, giảm cân có em. Giảm cân bên chị có, nhắn tin vào số điện thoại trên bảng đó chị. Chị tư vấn. Tao lại sợ chúng mày quá. Tao lại sợ chúng mày tạt quá. Địt mẹ mày, cái người làm nó không bao giờ dọa. Cái người dọa là đéo giờ làm, hiểu chưa? Bố mấy con ngu ngục của trên mạng xã hội ngu si. Mày sợ chứ không phải, mày sợ là đúng rồi. Còn chị thì chưa bao giờ biết sợ. Sợ bố mày là không chửi. Sợ thì bố mày lại không có ngày hôm nay. Bố có ngày hôm nay nhờ lũ Atifan ngu ngục đấy. Dạ bố sợ ghê. Bye bye cả nhà nhé. Đi thay xiêm y vào ngủ với con nằm điều hòa cho mát đây. Bye bye cả nhà. Ok chưa? Nhiều con đĩ lồn nó cứ vào nó dọa dầu vớ vẩn đấy mà. Bye bye mọi người. Cái gì Võ Nam mà gửi tim gì cho Hoa gì cho chị Việt Nam. Hoài Thu ngủ đi em. Võ Nam đừng gửi cái gì cho chị nhá. Tốn kém. Võ Nam đừng gửi cái gì cho chị tốn kém. Khổ lắm em ơi. Gửi hoa, gửi bông cho chị tốn kém ra. Cái gì chứ? Bye bye cho tình yêu nha. Bấm tắt đâu nhỉ?